Một câu hỏi khác. Phần lớn mọi người thấy người ta tu rồi họ cũng tu cho vui, cho có người này người kia. Vậy họ hoàn toàn không có chủ đề tu để làm gì? Tại sao tu vậy? Tương lai ra sao? À, cảm ơn Thầy. Nếu mà đúng ra những người mà tu không có chủ đề, thấy người tu sao, người ta tu vậy, thì người ta có thể hướng được một cái phước báu nào đó. Mình cũng khen khen đó. Nhưng mà tu không có chủ đề có nghĩa là gọi là bất định thế. Thì thường thường xin thưa với chư vị, hiện bây giờ trong cái những người tu hành chúng ta có thể có cái gọi là có cái tỷ lệ rất cao thuộc về cái dạng bất định đó chư vị. Chứ không phải là một người hai người đâu. Bất định thì bất năng liễu tri. Cái nguyên nhân tại sao một người niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Đây là lời nói của Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cái hiện tượng bất định rất nhiều, tức là thấy người ta tu sao mình tu vậy, tu cho vui, thấy mình niệm Phật, ít bữa thì thấy chán quá, thấy người ta làm cái gì hay quá, mình bắt chước cũng tu theo, tu cho nhiều nhiều chút, thấy cho vui, tức là đụng cái gì cũng tu thì là tu bất định, cái gì cũng tu, thì gọi là đi không có đường, về không có đích, sau cùng không biết đích đâu mà đi. Thực sự có đấy. Thì bây giờ mình biết như vậy rồi thì xin thưa, người ta tu như vậy thì kệ người ta. Mình thấy người ta tu như vậy, mình đừng tu như vậy là được. Hiểu không chứ vậy? Cho bây giờ biết làm sao. Vui vẻ khuyên người ta, khi người ta hỏi mình thì nói tôi quyết chí một đời này tôi niệm Phật vãng sanh. Mình nói là tôi quyết chí chứ đừng bắt người ta quyết chí. Nếu có người có duyên thì tự người ta nghe. Nếu người ta không nghe, người ta tiếp tục tu thì cứ vui vẻ cho họ đi. Để một cơ duyên khác. Có một cơ duyên khác có chỗ. Mà khi thấy người ta tu coi là không có đường như vậy, mình đừng có chạy theo là được. Chứ vì hứa như vậy chưa? Cho nên tất cả mỗi cảnh tu với cái mục đích là cứu chính mình chứ không cứu ai cả. Phàm phu mới phải nhận định cho rõ là cứu chính mình. Chứ nếu mình chê người ta là tu bất định, tu không có chủ đề, mà mình nói tu chủ đề lắm mà sau cùng mình cũng thất bại thì người ta nói ấy chủ đề giỏi quá đi ha, chủ đề đi khổ nạn thì cũng như không. Cho nên xin chư vị phải giữ vững tâm trí. Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói đồng hạnh đồng nguyện thì tới đây tu với tôi, tu chung với nhau, không đồng hạnh đồng nguyện thì cứ để cái duyên của họ đi sao đi, đường ai nấy đi. Chúng ta chưa đủ cái phước để mà lôi kéo họ, thì tự nhiên để cho họ có cái duyên khác. Đúng không như vậy? Chứ là chúng ta giữ cái phần đó thì đó là những người hiền lành tu. Chính cái hiền lành đó mà nhiều khi tạo được cái duyên tốt cho những người xung quanh đấy. Gọi là người ta gần đèn, người ta sáng lên đấy. Chứ vì hiểu nè, chứ đừng có thấy mà người ta tu như vậy mình đem càm rằm mình chê bai người ta, chê bai cô trường chư vị, đâm vào cái tình trạng của là đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp này vô cùng dễ sợ, chính mình mất phần vãng sanh. Chư vị có chịu không? Cho nên người ta tu sao tu kệ họ, mình tu đã gặp được rồi, đi cho thắng, đi cho vững, đi cho chánh, tu có đường về, có đích đàng hoàng để tự mình giải thoát, thì may ra cái thành tựu của mình giúp cho người khác tin theo. Nhớ nha chư vị, phải lấy chính mình làm cái căn bản để mà đi, chứ giờ không biết làm sao mà sửa được mọi người đâu. Đúng không chư vị? A Di Đà Phật.